xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai cái mẫu vỏ thùng loa hỏa tiễn 2 phát 30 và 2 phát 40, lần lượt là T24 và T30. Video này thì thông báo đặc biệt các bác một chút xíu là hôm trước chủ xưởng chơi bài hơi thâm, tính nhầm giá của cái mã hàng khác sang cái mã hàng này, nhưng mà không phải là chủ xưởng mà là bạn của chủ xưởng, tức là nhân viên kế toán này ghi nhầm giá, thế là thôi, thành ra là bán hai đôi là thụt lại lưỡi rồi, thụt lưỡi hơi căng rồi. Bây giờ em sẽ báo giá lại cho các bác nhé. Trước là 3,6 triệu nhưng bây giờ là nên là 4,1 triệu một đôi hỏa tiễn 2 phát 30 bao ship. Cái chi phí vận chuyển nó mất 500-600 nghìn rồi. Đấy. Đây là hỏa tiễn 2 phát 40 đôi. Đôi này trước em bán là 4,6 triệu, bây giờ là nên là 5,1 triệu nhé, 5,1 triệu bao ship. Đấy. Mỗi đôi lệch nhau 1 triệu. Thì đây là đôi này nắp hoàn chỉnh cho chú ở ngoài Hải Dương, còn đôi này là vỏ chưa có gì. Đấy. Đây là vỏ nên là nó sẽ như này. Thì đây là hàng em để bên kho bên này trưng bày nhé, còn các bác lấy thì em đã đóng hàng sẵn rồi, chỉ chờ các bác lên đơn này em sẽ gửi hàng thôi, gửi nhà xe. Đấy, gửi xe cho các bác. Hỏa tiễn 2 phát 30 và 2 phát 40. Cái dòng này thì nó có cái phụ kiện đi theo là gồm có là thanh ốp dây này, lưới này, đấy, họng kèn này, củ ích vây này, hậu loa này. Đấy. Chiếc bên này thì em chưa có nắp nhá, đây là đang có để ở đây thôi, chưa nắp bởi vì là đang để trưng bày, còn là phụ kiện là để ở bên kho. Đây là vừa cầm cái lưới sang thôi để gọi là trưng bày và khoe với các bác rồi, là nói như thế này để các bác nhìn trông nó giống cái loa chứ không các bác nào nhìn trông nó giống cái thùng. Các bác nếu mà thấy giá cao thì hết sức thông cảm, bởi vì là giá bây giờ nguyên vật liệu nên cao, gỗ nó cũng rất đắt. Đây thì em lấy gỗ về làm không thôi mà giá cao vút trời xanh này. Đấy. Đây nữa, thùng đây, riêng cái tiền phụ kiện của cặp loa 2 phát 30 này đã vào là trên 2 triệu tiền phụ kiện. 2 phát 40 nó chỉ đắt hơn có 100 đến 150 hoặc 200 nữa thôi, nó đắt hơn chút thôi, bởi vì cái chi phí làm nên những cái kiểu như là lưới e căng này, lưới căng này, thanh sắt nẹp cạnh này, đấy, nó sẽ rất là cao, cao hơn các loại kia. Thì em có thêm cả cái phiên bản là 2 phát 30 và 2 phát 40, không có cái thanh dãy treo này, thì nó sẽ rẻ tiền hơn 4-500 nghìn, nói nhanh là 4-500 nghìn trên một đôi. Không có hai cái thôi mà rẻ hơn 4-500 nghìn trên một đôi, bảo biết này. Đấy. Một đôi là 4 tấm nhá. Một tấm bên này, một tấm bên kia, đấy, bên kia một chiếc kia cũng như thế nữa. Đấy, này là 4 tấm. Riêng cái tiền sắt này thôi là bây giờ mà sản xuất lên cũng phải tầm từng ý tiền thì mới làm được sắt đặc. Còn lưới mà đục lỗ này thì rẻ. Cái này mỏng, cái này nó dày này. Cái này nó dày 2.5 ni này. Cái này nó có dày vào hình như có 1.2 ni hay 1.5 ni thôi. Đấy, lưới. Thì nếu mà không có rãnh treo thì các bác sẽ đánh mặt đất, thì chi phí nó sẽ rẻ hơn, thùng chất lượng gỗ khác, gỗ và sơn và lưới tất cả như nhau hết. Nó chỉ có cái là nó không có cái thanh nẹp đấy thôi, thì là sẽ bắt ke trực tiếp vào thùng, vẫn có đầy đủ ốc cho các bác nhưng sẽ bắn trực tiếp vào thùng và không treo được, gọi là đánh mặt đất. Còn như dòng này là có thể treo được, nếu như các bác có phụ kiện chuyên dụng thì các bác có thể bắn ốc vào cái rãnh này để treo lên. Đó. Rất chắc chắn luôn. Để nói qua để các bác biết thêm về cái dòng hỏa tiễn này nhá, thì em cũng chia sẻ luôn này là những cái dòng này về là các bác đa số là phải mua thêm cái ốc hoặc là bu đông, thì lần sau là nếu như bên em nắp thì em sẽ tặng luôn, còn nếu các bác mà nắp mà không quen không biết kiểu thì các bác phải mua cái loại ốc bu đông dài, ốc 10 mũ 10 gen 6 dài. Đấy, xong là các bác vặn đây xong bắt đầu kê nong đen lên, 3-4 con nong đen hoặc là 3-4 con bu lông lên để các bác kê nó bắt vào, thì là nó sẽ lôi củ ích vây này ra. Nếu như loa là nắp chìm thì vừa khít, còn loa mà nắp nổi là các bác phải chế kiểu đó. Đấy. Hoặc là một số trường hợp là cái củ ích vây này các bác sẽ phải tháo cái miếng đằng sau này ra, giữ một miếng đằng trước thôi. Đấy, để nó phù hợp mới nắp được. Đây nhá, thì có sao thì nói luôn thế.
Có bác nào có thích thì gọi cho em thôi. Bây giờ giá nó lên cao lắm rồi mà không biết là ông chủ xưởng có chơi xỏ không, mà bao nhiêu lần rồi đến thụt cái lưỡi rồi mà vẫn cứ một cái bài truyền thống, đó là một hai hôm nữa có hàng em hẹn khách. Bây giờ của em là đến nếu như theo kiểu là nói chơi chữ là được tuần đầu rồi. Đấy, được tuần đầu rồi, hoành tráng lắm. Hẹn một tuần thôi mà hơn tuần đầu rồi, 14 ngày rồi. Đấy, hẹn mà cứ kiểu này kéo dài thì từ giờ đến Tết là nhằng là phải 49 hay 100 ngày đến nơi rồi. Chơi xỏ nó vừa vừa đi chứ nhỉ. Các bạn là cũng nhiều việc quá nên là cũng không thể nào làm hết được. Các bác biết rồi, hôm nào xuống em quay review xưởng lại cho các bác xem lần nữa nhé. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.